Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đây thì hôm nay là mình sẽ test thử camera quay 4K ở trên Samsung Galaxy S8 Plus nha. Thì hiện tại là mình đang ở dưới sân Road GT, cái sân đi bộ anh em ạ. Đây, ngay cạnh sân gửi xe R5 luôn. Thì hiện tại đã là 12:13 và cái mục đích là mình test buổi trưa thay vì buổi sáng, bởi vì là buổi trưa thì mình thấy là ánh sáng nó xuống rất là nhiều, và đặc biệt là những cái tán cây này này đó. Đây mình thì có thể thử xem là cái máy này là nó có bị cháy sáng hay không. Trước cái máy cũ của mình quay là nếu mà ánh sáng nhiều thì dưới cái tán cây này cháy sáng rất là nhiều và nó bị tối đấy anh em ạ, sẽ không thấy rõ được cái độ chi tiết ở bên trong. Còn cái máy này mình quay theo như nhận xét của mình ấy thì trước tiên là mình thấy là nó không bị cháy sáng nha. Đó, ánh sáng thu về từ trên trời kìa, đấy thu xuống nó không bị cháy và cái độ chi tiết của nó khá là tốt, nó không bị bắt mịn như là cái máy cũ của mình không. Trong phân đoạn này là mình sẽ đi dưới gốc cây nhiều hơn để cho anh em xem được cái độ thu sáng của nó như thế nào. Hiện tại là buổi trưa và ánh sáng cũng khá là nhiều. Trước đây là mình sẽ kiểm tra cái độ bắt sáng của nó khi mà ở một cái chỗ tối. Nó khá là ổn thôi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái độ chi tiết của nó. Mình sẽ đi đến cái đoạn đằng kia thôi nha. Là quay mấy tòa nhà cho anh em này. Mình cũng đã chuyển sang độ phân giải là 4K nhé. Nãy là mình chỉ quay là 1080p thôi. Thì lên đây có vẻ là hình ảnh mình thấy tươi và đẹp hơn anh em ạ. Đó. Bây giờ mình với bạn mình sẽ đi đâu nhỉ? Bây giờ đi đâu ấy? Đi thẳng trước mặt thì đến Văn Miếu này. Nhanh quyết thôi, đi lên bờ hồ nhé. Ơi đi tiếp đi. Pháp xây này. Đấy, cho anh em nhìn tòa nhà của Pháp xây. Đó, rất là đẹp luôn. Cái chùa rất là cao. 4-5 tầng này. Tên là gì đấy? Mấy biết tên rồi không? Đi. Đấy.
quá giờ à? Qua nhanh, qua nhanh. Ok. Qua nhanh. Bên nào? Đi bên này. Bạn có phải bạn nước ngoài là xuất phát chưa? Đây rồi. Như là nhà tù Hỏa Lò. Nhà tù Hỏa Lò. Đây phải không? Có đúng không? Đây phủ chủ tịch này. Trước mặt là phủ chủ tịch này. Đâu thế nào? Đây, cái biển đúng không? Phủ chủ tịch đi trước mặt. Phủ chủ tịch, trung tâm hội nghị quốc tế, báo chí quốc tế. Trước mặt là Lăng Bác và kia. Đây, đi thẳng lên đi. Ôi, có cái mảnh vỡ. Đẹp thật. Đẹp nhá, ôi nhá. Đường châu Âu đúng không? Mẹ đây mà mẹ đi quay nước ngoài đâu rồi luôn. Phủ chủ tịch đâu? Lần đầu quay trở lại. Hôm nay đi muộn một tí để xem cái lễ hạ cờ. Lấy hạ cờ. Không đi vào đây rồi mẹ. Không có xe đấy, người đi bộ thì được vào đúng không? Mẹ mình đi bộ được vào mà. Qua được, qua được. Qua luôn. Nhưng mà chưa qua được. Chạy 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 chạy. Ui ui. Đâu vậy à? Khu vực bảo vệ này. Đi bộ, đi bộ, người ta đi bộ qua kia. Đi kia. À đây đây, tao lắc con này đi. Có vẻ không? Không biết nữa. Hình như cái thử quán rồi, cứ thử em. Hình như có, kìa. Nhưng mà hỏi vé bao nhiêu ý. Bác Hồ à? Bác Hồ. Bác Hồ ơi. Là tình yêu. Hai vợ cháu đến thăm bác ơi. Thôi tối thiểu là tắt cả máy, tắt máy thôi, tắt máy. Giới thiệu anh em ta hiện tại là mình đây là Lăng Bác nhá, được khánh thành vào năm 1930. Đây cây tre Việt Nam kìa, biểu tượng của Việt Nam. Yeah. Lúc này vào thăm Bác Hồ không? Không biết nữa. Kia là nhà Quốc hội kìa mày. Bên kia. Đây là tòa nhà Quốc hội. Yên tĩnh thật mẹ. Đúng là cái nơi trang nghiêm có khác. Lăng Bác này. Quay cho em sơ qua thôi. Bây giờ vào mà cầm dơ chết. Ông sẽ phải làm. Đi. Đi đâu? Vừa quay rồi, cái chỗ này quay rồi. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong sự nghiệp của chúng ta. Sáng có chứ. Ngồi đây mày. Ở đâu? Không dẫm ngồi lên thảm cỏ. Mày chỉ bỏ quốc ca đi. Quốc ca phải to lên xong. Không phải nghe mà mày phải đứng dậy. Thôi. Chịu không chịu. Anh em đứng cho cậu. Cái đầu mày. Mày quá ít. Tím ra ngồi đây mày cơ. Tìm mà ngồi đây mày. Ăn phở. Để sang kia mày đi taxi về. Thôi đi khỏi uống cà phê. Tiền. Ăn cơm xong đi cà phê. Good. Về nghỉ à? Về nghỉ. Mày nghỉ mai đi học ấy. Về kia bán gì? Phô mai bánh chuối bánh nướng. Dậy nhá, dậy nhá. Đây dừng rồi. Ẩm thực đường phố này. Thế mà thôi đi luôn. Khám đằng nào cũng gần đến rồi. Đây. Để còn thắng nhá.
Để bọn Thánh Anh không biết lịch sử nhiều, nhưng mà thôi thôi ạ, mình quay qua đền, quay ở ngoài. Nhưng mà nhìn vào đền, ngôi đền di tích lâu đời trung tâm Hà Nội. Cái đền này nó có từ trong cái thước phim xưa đấy, thước phim mà xưa nó có cái đền này. Đây nhiều lượng thực phết, mang 500 lên đây mẹ hai anh em mình ăn tẹt ga. Hồ Tây ban đêm à? Đấy. Cái Hồ Tây chẳng có gì. Hãy đứng chỗ nào gọi taxi về mày. Thì có ăn nữa. Ở đây mua xích không ăn thì không nghe. Chưa chắc có biết rẻ không? Ở trên phố mà 10-15 nghìn cái. 20. Tao trên đây ăn rồi. Đồ trên phố thì thường là rẻ, đắt hơn là những cái đồ ở dưới. Sao luôn đi. Đi đường này là rất là phố đi bộ đấy, em mình đang gần phố đi bộ lắm đấy. Chưa đi bao giờ phố này mà. Mày nhìn giờ tao là biết mà mấy giờ rồi? Qua qua đường không? Qua đường không? Nhân nữa máu khám phá lên rồi. Hôm trước là tao đi lạc, tao đi nó có tận chỗ này để tao tìm xe, tìm xe. Phố cổ cơ mà. Là cổ cửa Hà Nội đúng không? Dạ. Đây không phải, đây là nhà thờ. Nhà thờ cái gì cổ. Có nhà thờ. Sửa tiếp này. À không, Vin lắm. Đi. Xem mì bao nhiêu ấy, vào chơi luôn. Vào đi. Ê, nếu mà thế thì